Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến video tiếp theo của mình. Thì video này mình có một nô cau. Một nô cau được khoảng 3 năm tuổi. Đó. Cây thì lá nếu mà cả lá cao nên tầm khoảng độ 1,5 m. Đấy, chưa tính bầu nhá. Thì nô cau này mình vừa rồi có một người em mới mua về trồng. Nhưng mà thanh niên này mang ra ruộng cấy ra là không được cấy. Nói chung là cấy được mấy tháng rồi. Đây mọi người thấy là cũng cấy khá là nhiều. Cây được khoảng 30 tháng tuổi. Đấy, gần 3 năm. Cây rất là to lại cao. Đây mọi người nhìn thoáng qua nhìn thấy có nét độ cao. Thì đang muốn thanh lý. Đấy, bác nào yêu thích cái giống cau Hải Hậu Nam Định mình, cau quả dài, trắng chuẩn giống nhá. Bao chuẩn giống cho mọi người. Bởi vì thực tế là đang cấy rồi, cũng cấy được một thời gian rồi. Đấy mọi người có thể nhìn lá nó hơi vàng vàng bởi vì là vừa rồi nó mới mang về cấy, cũng bắt đầu ra lá non. Đấy, cây gốc to. Đấy thì đang thanh lý nhá. Bác nào có thể nếu ở gần Hải Hậu Nam Định mình có thể đến trực tiếp vườn chọn nhá. Sẽ cho mọi người chọn luôn, trực tiếp chọn. Cứ cây to là đánh thôi. Đấy. Đây mọi người có thể thấy nó đang đứng cạnh những cây khác mà nó còn cao hơn này. Đấy, cây rất là to khỏe nhá. Đây, to khỏe, bao to khỏe nha. To gốc to gần bằng cổ tay. Thì cây này là được ương ở năm kia, tức là nếu năm nay nó chuẩn bị là được tròn 3 tháng. Mấy tháng nữa, khoảng 3-4 tháng nữa được tròn 3 tháng. Tức là hơn 30 tháng rồi đó. Thì do đã cấy ngoài ruộng. Nói chung khu ruộng thì không được cấy, nhưng mà người em mình không biết nên là cũng có thử cấy ở các bờ. Nhưng mà theo quy định thì không được cấy nên là đang phải thanh lý. Nếu bác nào ở có yêu thích muốn trồng mua giống to khỏe thì liên hệ nha, mình sẽ giới thiệu và sẽ bao chất lượng những cái cau này cho mọi người. Đấy, cau quả chắc chắn là cau giống chuẩn nha. Mình lấy uy tín của mình ra để đảm bảo đây là cau giống chuẩn. Đấy. Tiếc cái là thanh niên rất muốn cấy nhưng mà mỗi tội là không được phép cấy nên phải thanh lý rồi, cũng rất là tiếc. Đấy thì ở đây có 200 cây, nhưng mà em ấy sẽ thanh lý 100 cây cho mọi người chọn nhé. Còn 100 cây thì em ấy mang về nhà, vườn về nhà. Mặc dù vườn cũng đất chặt rồi nhưng mà thôi, bán hết thì rất tiếc. Nên là sẽ cho mọi người lựa chọn 100 cây to đẹp nhất nha. Bác nào nếu mà đến trực tiếp vườn có thể chọn 100 cây to đẹp nhất để đánh. Đấy, thích nhất là lựa chọn 100 cây to đẹp nhất. Đó. Thì giá em ấy đang muốn thanh lý là giá là 100.000 nhá. Đây mọi người thấy cây chuối bên cạnh không ạ? Đây còn cao ngang cây chuối bên cạnh luôn. Đây, có thể quay trực tiếp luôn. Đấy, cây chuối. Đây. Ấy đứng cạnh cây cau à. Đấy, một thanh niên lớp 8 đây nhá. Đây mọi người có thể thấy một thanh niên lớp 8 đứng cạnh cây cau là cây nó cũng cao ngang một là cậu học sinh lớp 8, à lớp 7 nhỉ. Lớp 7 đúng không? Còn lớp 7. Đấy, lớp 7 nhưng mà đấy. Những cây này thì bé hơn, những cây này thì là mới trồng thêm. Đây nha, những cái cây to này. Đấy mọi người có thể đến lựa chọn 100 cây. Thích cây nào chọn cái đấy. Đó, cũng mới xuống cấy được 4 tháng nay, tầm 4 tháng. Đây có những cây rất to này. Đây, mình có thể so sánh cổ tay của mình. Đấy. Đấy, to vúng bằng cổ tay luôn đấy. Cổ tay học bé hơn cổ tay một tí thôi. Gốc khá to. Đây là những cây là đã trồng giống là được từ năm kia rồi. Nói chung là chuẩn bị tròn 36 tháng, nó được tầm khoảng 30 tháng hơn 30 tháng một chút. Đây, đây nhỉ, có những cây còn to nữa này. Điều hai cái là mọi người sẽ được lựa chọn, thích lựa chọn 100 cây nhá. Nhưng chỉ có 100 cây thôi, toàn bộ khu vực này là 200 cây. Nhưng mà sẽ bán 100 cây thôi. Còn 100 cây thì sẽ mang về nhà để trồng nữa cơ. Đây, có những cây cấy rất to này. Đấy, một nắm tay này hết này. Thì có thể thấy nó to khỏe thế nào. Đấy thì mọi người có nhu cầu thì có liên hệ mình nhá. Bác nào đặc biệt bác nào gần Hải Hậu thì có thể xem kênh của mình thì có thể đến trực tiếp nhá. Lựa chọn thích cây nào đánh cây đấy luôn. Đó sẽ hỗ trợ mọi người đánh cùng. Mọi người thích cây nào đánh cây đấy để đảm bảo lựa chọn luôn. 100 cây. Giá mong muốn 100 nhá. Bác nào có thể liên hệ và có thể ra nọc lại thêm một chút. Chung là cũng rất tiếc là cấy rồi nhưng bây giờ phải thanh lý nên là cũng rất là tiếc đấy. Đấy các cây rất cao này. Đấy, mọi người thấy này, nhìn đấy nhìn từ xa gần lại rất là cao. Đấy. Còn mình dám đứng ra đảm bảo uy tín là giống này giống chuẩn nhá. Người em mình cũng mua giống chuẩn để trồng. Nên là chắc chắn là giống chuẩn ở quả
vực mình rồi. Mình sẽ đứng ra đảm nhận cam kết giống chuẩn cho bác nào mua nhé. Sau này mà quả không ra gì các cứ gõ đầu kênh của mình nhá. Đấy. Đây, hành lý 100 cây trong vòng trong vườn này chắc tầm 200 hơn 200 cây. Nên là mọi người có thể lựa chọn 100 cây bất kỳ. Câu giống chuẩn Hải Hậu mình. Đó, hôm trước mình có quay cái vườn giống của cái ông mà mình đi tiêu đề là 40 năm kinh nghiệm làm giống đấy. Đấy, đấy là quả ông ấy đấy. Đúng giống của ông luôn đấy. Đấy, nếu mà bác cần thì mình sẽ dẫn qua vườn bố mẹ xem luôn, tham quan luôn vườn bố mẹ để biết vườn bố mẹ đẹp như nào, để mua giống của một người chuẩn như nào nhá. Đấy, ở mình thì có rất nhiều vườn cao giống nhưng mà thực ra cũng có nhiều người bán cao giống nhưng mà sẽ chỉ uy tín mua một vài người thôi. Xã mình thì chỉ có 2 người, nhưng trong Hải Đường còn rất nhiều thì không làm gì, nhưng xã mình chỉ có 2 người làm giống mà nổi tiếng. Thì đấy là một hôm trước mình quay cái vườn, mình vào tham quan cái kinh nghiệm của người 40 năm làm nghề cao giống ấy. Thì đấy là cao của ông nhá. Đây, những cây cao rất đẹp. Năm ngoái thì ông không ương, năm ngoái thì ông bảo là năm ngoái năm nhuận nên là ông không ương. Đây là quả những năm kia rồi nhá. Tức là đến thời điểm này là cây cao này nó được tầm khoảng 30 tháng, hơn 30 tháng một tí. Xung quanh 30 tháng nhá. Cây rất to đẹp, khỏe. Thì người em mình đã đánh về trồng từ hồi tháng 8 hay sao ấy, tháng 8 hay tháng 7 mình không nhớ lắm, nhưng mà em nói tầm 3 hay 4 tháng gì rồi. Cây cũng đã phát triển khỏe rồi, nhưng tiếc rằng cấy ở khu ngoài ruộng. Đấy, đây là ruộng nhé, không phải đất thổ nên là không được phép cấy, nên là đành phải thanh lý. Rất là tiếc. Rất là nhiều đấy. Đây, thì bên bờ cũng có kìa. Chúng cũng tranh thủ cấy bờ ruộng với bờ mong thôi, nhưng không được cấy. Nên là quy định của xã là không được cấy ở khu ngoài khu đất ruộng, nên là bắt buộc phải di rời và chuyển về nhà. Nên mọi người nếu xem được video này thì nếu mà mua cau giống chuẩn nhé, 30 tháng thì có thể liên hệ mình nhé. Mình sẽ giới thiệu và sẽ bao chất lượng. Và còn giá cả thì giá là người em đang mong muốn giá 100.000. Đấy, còn vẫn có thể thương lượng thêm và có thể hỗ trợ mọi người đánh. Nếu mà mọi người ở gần đánh được là tốt nhất. Đấy, mọi người đến thì thích lựa chọn cây nào cũng được. Thích cây to như nào, cây khỏe như nào thì có thể đến trực tiếp nha. Đấy, đến mình dẫn đi chơi và tham quan và cũng như là sẽ đánh luôn nha. Đấy, thanh lý 100 cây này, giá là 100k một cây, to khỏe, bao chất lượng. Mình sẽ là người đứng lên bao chất lượng nha. Ok nha, phần này mình sẽ dừng video đây. Bạn nào cần thì liên hệ với mình nhá. Đấy, số điện thoại của mình thì ở trong phần mô tả video, hoặc là inbox cho mình nhá, hoặc là để lại bình luận, mình sẽ chủ động liên hệ. Ok, còn lại mình sẽ dừng video đây thôi. Hẹn mọi người ở video về cao tiếp theo nhé. Bye bye.